Hello anh em, chào mừng anh em trở lại kênh của Thiện Highlight Sala quận 2. Hôm nay Thiện sẽ review cho anh em siêu phẩm chiến thần Zero đích thực của Harley Davidson. Đó là chiếc Zero Roadline ST. Sorry anh em là cái bối cảnh, cái bố cục nó không có được đẹp, khó để set up được cái xe, bởi vì cái xe chuẩn bị được mấy anh em service kiểm tra và cho đi đăng kiểm. Cho nên là Thiện cũng tranh thủ quay review chi tiết cho anh em xem ha. Đó, thì khả năng khi mà đăng kiểm xong thì xe sẽ về với chủ. Và phải tới tháng 7, tháng 8 hoặc là cũng lắm đầu tháng 7 thì mới có xe mới về, cho nên là cũng sẽ khó review. Ok, anh em thông cảm nha. Rồi, ok anh em, thì Thiện sẽ nói chi tiết về những cái thiết kế thay đổi về máy móc đó, phần cứng phần mềm của chiếc xe Zero Roadline ST này. Thì đây là một chiếc xe phải gọi là performance bugger, nghĩa là một chiếc xe thiên về hiệu suất cao. Nó giống như là một chiếc thể thao, chiếc rất là chiếc touring thể thao vậy đó. Đó là lý do tại sao nó có chữ ST đằng sau Zero mà còn là ST nữa. ST là viết chắc của chữ sport touring, đã touring mà còn sport nữa đó. Và ở trên cái phần fairing này nó có một cái logo, anh em thấy không? Đó, 25th anniversary, kỷ niệm 25 năm CVO 1999-2024. Cho anh em hỏi 25 năm này là cái gì? 120 năm là năm thành lập 2023 của 120 năm của công ty Harley Davidson. Còn 25 năm này là chính thức kể từ khi mà có những cái bản độ trực tiếp từ nhà máy CVO, nó ra cái gọi là một cái custom vehicle operation riêng từ năm 1999 tới nay đó. Thì những cái xe nào không phải là những chiếc touring mà có CVO đều đã được độ trực tiếp từ nhà máy anh em ha, nhà máy Mỹ đưa qua nhập nguyên chiếc đó. Thì tổng thể đây là cái màu Raven Metallic, thì anh em có thể nói đây là màu đen cũng được ha, màu đen đen bóng đó. Nhìn kỹ thì cái nước sơn nó có camay nha, rất là đẹp anh em. Và ở đây thì có in hình một chú đại bàng chắc chắn rồi, vì cái máy độ là của Swimming Eagle mà. Thì nghĩ tới Mỹ thì lúc nào cũng nghĩ tới cái chim đại bàng anh em ha. Mà là sơn vô luôn anh em, chứ không phải là nhiều nâu, đó là dán sticker nha, sơn nha, rất là đẹp. Mà nhìn cái chiếc đại bàng, cái chú đại bàng này nhìn rất là chiến luôn. Thì về tổng thể cái xe này á, thì nó giống như cái CVO bình thường của 2024 vậy anh em. Đầu đèn đã được thay đổi hoàn toàn so với những cái mẫu touring form đời trước. Đó, thì là nó có hình cái form của nó là W, chữ W anh em. Đó, V kép á, anh em hay gọi là V kép á. Đó, nó không còn là cái sắc nô bình thường nữa mà nó có hình W, nhìn nó cứng hơn, hiện đại hơn. Đó, nhìn nó mềm, nó không có, nó có gì đó mềm mại. Đó, rất là đều với lại cái xe tổng thể. Đó, anh em nhìn tổng thể cái xe nè, nó đi rất là, cái xe nó mượt lắm. Nhìn chiếc kế chi tiết của nó rất là mượt đó. Và ở đây thì có luôn cái phần dè carbon, carbon fiber nha anh em. Đó, hàng real đàng hoàng. Nhiều anh em hay chọc ghẹo ghẹo nói này nhìn giống hàng phép quá không. Thì cái này để làm cái gì? Để cho cái xe nhẹ hơn nè. Đó, và nó cũng ngắn hơn nè, nó ngắn hơn so với lại bản CVO thường. CVO thường thì nó sẽ tới đây một xíu, nhảy ngắn hơn đó. Ở trên đèn này có chữ Harley Davidson nè anh em. Rồi, Hell Rainbow đó, Hell Rainbow 4 bit luôn anh em nhé, 4 bit dĩa này, dĩa nhìn giống dĩa Rainbow luôn anh em ha, dĩa đồ chơi á, dĩa độ. Rồi, ở trên cái mâm có cái chữ CVO ST luôn đó, đẹp. Cái phần gió, cái gió fairing này á, phần này nó cũng làm gọn hơn, nó không có cao lên em ha, nhìn thể thao. Rồi, về phần mâm, mâm trước là 19 inch anh em, mâm sau là 18 inch. Rồi, máy là máy 1212 output, 1212 output thì nó khác với lại CVO thường. Là CVO thường là 121 VVT, VVT là van biến thiên anh em ha. Cái này là 2 output luôn,
Có nghĩa là cục máy này là hiệu suất cực kỳ cao, cho ra 126 mã lực ở 5.020 mấy dòng tua đó, là hơn 5.000 dòng tua. Anh em nghĩ đi, 120 mấy mã mà có 5.000 mấy dòng. Và cái khủng khiếp nhất đó, đó chính là cái torque. Moment xoắn của nó là tới 193 Nm. Nó kinh khủng dữ dội luôn em à. Anh em tưởng tượng cho một chiếc xe mà 190 mấy Nm. Anh em nào mà chơi mấy cái dòng xe mà sport hay là naked đó, anh em có hiểu được cái torque nó ghê cỡ nào ha. Đó. Thì Harley mà phần về cái gọi là torque kinh khủng lắm. Bình xăng thì cũng được cắt đẹp lắm anh em. Thiết kế dạng cắt á, nhìn nó rất là hài hòa ha. Nhìn cái tổng thể xe nó nhìn nó mướt con mắt lắm. Harley Davidson luôn nè. Đẹp. Đây, ở đây cũng có một cái tem kỷ niệm nữa nè. 25 năm CVO. Đó, ghi đông. Ghi đông này thì ngồi sẽ hơi chồm thể thao hơn chút xíu so với lại ghi đông CVO Zin nha anh em. CVO bản thường là nó sẽ ngồi thoải mái hơn. Loa nữa. Loa Rockford Fosgate Stack 2 luôn, không phải là Stack 1 nữa. Đó, một loa này là 125W anh em. Úp lên rồi, xịn. Mở cái này lên. Mở đồng màn hình lên cho anh em coi nè. Rồi màn hình hiển thị chữ CVO, màn hình Skyline US. Đó. Nhìn như cái iPad vậy nè. Quá đẹp, quá đã luôn. Chỉnh nè. Báo áp suất lốp nè. Đó. Rồi nó nhiều lắm. Và đặc biệt ở trên chiếc này nó sẽ có hai cái chế độ độc quyền, đó là Track và Track Plus. Đây. Để thiện mở anh em coi thử. À, ở đây có chữ mode nè. À, và đặc biệt anh em để ý nha, cái cụm tay á, tay lái, tay côn, tay thắng, nó sẽ có phát sáng. Có nghĩa là anh em đi đêm á thì nó sẽ phát sáng lên nha, nó phát sáng lên, cho nên là rất dễ nhìn thấy và dễ thao tác đó. Mode nè, ở đây bấm sport nè, đó, rain nè, road nè. À, vậy là mình chưa có chỉnh, phải vô option setting nữa nè nên. Quá đã luôn, ride mode nè, đó, road nè, sport nè, track nè, rồi custom track nè, anh em thấy không? Đó, là custom track nè, để hình focus vô cái màn hình. Đó. Đó. Đây là hai cái chế độ độc quyền do Taido Carryman là trực tiếp map full luôn. Rồi cái xe này á, là nó có auto tune luôn, nó có 4-5 bản map sẵn anh em ha. Coi như là anh em mà chơi muốn hiệu suất cao hơn, chơi nó đúng bài hơn nữa thì là sẵn rồi, dễ chơi. Giờ màn hình này thì nó có chế độ gọi là hiển thị, nó có 3 chế độ hiển thị nè: Cruise nè, Sport nè, Tour nè. Tour thì ví dụ nó sẽ hiển thị cái phần navigation nhiều hơn cho anh em. Đây. Hiện chỉnh về đây cho anh em. Coi nè. Nhìn như là một cái iPad vậy. Đó. Quá đẹp anh em ha. Nói chung là quá hiện đại rồi. Quá chuẩn nè. Rồi, đây nè, cho review cho anh em coi mấy cái cầm nè. Rồi chi tiết. Tăng giảm âm lượng nè. Đàm thoại rỉnh tay nói nè, đi nhanh trái phải nè. Mà cái bao tay này á, cầm á hả, nó kiểu nó rất là bám tay nha. Đúng là kiểu đua luôn á nè, cầm nó bám tay, cảm giác nó chiến á. Rồi ở trên đây nó có cái điều chỉnh hướng gió ở. Rồi ở đây thì nút vô nút option, tổng thông tin ha. Rồi cruise control, pha code ở đây đó, traction control. Rồi, cơ bản là trên cái xe thì nó quá nhiều thứ, cổng thông tin giải trí rồi nọ của nó nhiều. Rồi, cái này thì quá là tiện lợi nên ha. Rồi phục này á, được một cái là phục này chỉnh được luôn nè. Đó, phục này chỉnh được, trên CVO bản thường thì không chỉnh được, nhưng mà phục ở trên bản ST là chỉnh được luôn nha. Adjustable,
Ở trên cái phần lốc máy thì là dĩ nhiên rồi, máy của Swimming Eagle mà anh em. Đó, máy của Swimming Eagle độ luôn. À, cái bàn để chân này thì nhỏ hơn so với lại CBO thường. Sylvester bàn chân này nhỏ hơn. Nói chung là họ làm những cái gì nó tinh gọn nhất để cho nó cái xe nó nhẹ nhất có thể, vì nó nhẹ hơn tới 11 ký so với lại CBO thường anh em. Cái bản CBO thường á, nó đã nhẹ hơn á những cái phiên bản touring đời trước 16 ký đối với Roadline, mà 12 ký so với lại Streetline. Còn á, riêng cái thằng CBO ST này so với lại CBO của 2024 nó luôn á, là nó nhẹ hơn 11 ký. Đó. In solo. Trên yên nó có cái chữ CBO ST luôn. Đó, có chữ CBO ST luôn à. Chất liệu da này thì theo hiện nhận định nó thì hơi cứng. Cái yên này hơi cứng thì đúng đúng là đua mà anh em, đua thì cái yên nó sẽ cứng, nó không có thiên về cái sự mềm mại thoải mái giống như dòng CBO. Đây là CBO ST, ST là dòng racing đua. Cho nên là cái gì nó cũng sẽ nó thiên hướng là nó cứng, mạnh khỏe, thể thao. Da thì là da vẫn là da xịn, da Alcantara đàng hoàng. Đó. Ở đây thì nó sẽ có cái thay vì nếu mà anh em chạy solo như những chơi ST nó không có cái phần này che lại thì nó sẽ hơi trống ở đây. Thì ở đây nó có thêm một cái phần seat cao mà dạng carbon luôn nha anh em. Đó. Cái này mình tháo ra vẫn được nè, carbon. Đẹp. À, trang bị cặp phục Showa. Showa luôn. Đó. Chỉnh được nha anh em. Cặp phục Showa chỉnh được luôn. Đó. Shop ha nè. À, nhiều anh em hỏi là ủa sao đâu mất hai cái loa thùng rồi? Tại vì trên CVO nó sẽ có hai cái phần loa, hai cái loa là tổng cộng là 4 loa. Xe này chỉ có hai loa thôi. Thì đúng là anh em, xe đua mà mình sẽ thiên về cảm giác chạy thì tập trung chạy xe hơn là mình mở nhạc thông tin giải trí, và nó cũng sẽ nhẹ hơn. Gắn thêm hai cái loa này hai bên thì nó cũng sẽ nặng hơn đó nha anh em. Rồi. Thùng nó cũng đẹp nữa, thùng nó vuốt đẹp lắm. Đó, anh em phải nhìn ở ngoài mới thấy nè, anh em thấy cái đường góc không? Vuốt nó gồ gồ lên đẹp lắm. Để mở cái thùng cho anh em coi. Ừ. Cũng rộng nha anh em. Không có để được full face nhưng mà để được 3 phần 1 phần 2, mỗi 1 phần 2 cái đồ thôi, chứ để mua bảo hiểm thì không được. Ừ. Rồi. Cặp bô Swimming Eagle titanium luôn. Có cái chi tiết ở trên cái đầu bô nè là carbon fiber luôn. Không phải bị chày nha anh em. Carbon luôn á. Đó. Có tiêu, tháo tiêu ra giữ bô chạy thì chắc nghe nó lớn hơn. Cài làm theo chuẩn Euro 5 mà, nhưng mà về nếu mà anh em mà chơi chắc cũng thay bô quá. Thay lon. Ừ. Rồi, đây là phía đuôi, đuôi xe. Đó. À, ở đây chi tiết này có chú heo rừng nữa nè. Chú heo Johnny ở trên phiên bản Fast Johnny. Đó. Thì đua mà thì nhớ thiện nhớ có nói với anh em là trong bộ sưu tập Fast Johnny á, là có cái chú heo Johnny này làm linh vật nè, cho nên là họ để lên luôn. Chi tiết khá hay. Ở đây là cánh gió nè, cánh gió nè điều chỉnh được, có nghĩa là khi mà mình chạy á anh em, cái đùi mình ở hướng này hay là cái máy ở hướng này, anh em có thể điều chỉnh để ở đây để gió tập trung cho nó thổi, nó làm mát cái máy. Hoặc là anh em để vậy để nó giữ ấm nếu mà anh em cảm thấy lạnh. Đó, hay lắm. Rồi, hai cái hộp để đồ. Đó, cũng khá là bự anh em. Rộng nha, này hàng đúc nguyên. Hàng đúc nguyên một cái bàn tay hàng vô luôn á anh em. Sâu nha, rộng. Rất to luôn. Kỳ kỳ cho anh mượn cái điện thoại em xíu. À, anh em thấy không? Một cái điện thoại nè. iPhone nha. À, lọt cho luôn, sâu rồi. Cái này có khi để được cả 3 cái luôn á nè. Cái này có khi để được 3 cái luôn á. À, cảm ơn anh. Đó. Hay học như vậy, anh em để đồ khá là nhiều. Cái đồ linh tinh thôi, bao tay rồi này nọ của anh em. Đó. Ở trên đây cái lóc kỳ là CBO. CBO. Cái lóc lóc. Nó không có mấy cái nút khóa thùng hết đâu. À, không có. Cái này là nó option ở trên màn hình luôn. Quá đẹp.
Rồi về nó chưa nói sơ về những cái điểm khác biệt của cái dàn máy mới này đi. Đó. Thì nó sẽ có cái quạt làm mát ở dưới đây anh em. Quạt làm mát ở dưới đây ha. Và ở trên phần đầu bò này nè, nó sẽ có một cái hệ thống tản nhiệt tốt hơn là bằng dầu. Đó, vậy như bằng dầu anh em ha. Xuống dưới đây. Rồi. Các chi tiết về máy rất là đẹp. Còn một số chi tiết nữa mình quên rồi. Tại vì cái xe này để mà nói hết thì nó nhiều lắm. Về cái hệ thống an toàn ADAS của nó thì chắc chắn là đầy đủ rồi. ABS chắc chắn là phải có. ABS 2 kênh. Rồi phanh điện tử liên kết chắc chắn là phải có. ILB nè. Rồi traction control nè. Traction control kiểm soát lực kéo nè. Rồi kiểm soát moment xoắn nè. Rồi kiểm soát lực kéo vào cua, kiểm soát moment xoắn khi vào cua. Rồi dừng ngang dốc. Rồi hệ thống báo áp suất lốp. Wow, nhiều nha. Nói chung là đầy đủ, an toàn luôn anh em ha. Tại chiếc xe này là cứ mạnh dạn mà chạy bạo lực luôn. Đó, vì các cái tính năng an toàn trên xe là gần như là đầy đủ full. Quá đẹp. Xe có giá thì bây giờ đang là 2 tỷ 489 triệu. 2 tỷ 489 triệu. Thì hiện giờ đang có chiếc màu đen duy nhất thôi, đi đăng kiểm về trước. Đó. Còn màu trắng với lại màu đen khác một chiếc nữa thì sẽ về vào khoảng tháng 7, tháng 8, nói chung quý 3 anh em ha. Công nhận cái xe đẹp, chi tiết rất là đẹp anh em. Bữa anh em nào mà chưa có dịp á, mà tới cái buổi lễ ra mắt á, thì coi video này á, thì review lại cho anh em coi ha. Đó. Quick review thôi, cho anh em coi sơ lại chiếc xe. Để khi nào mà xe về lại showroom nữa thì anh em có thể qua trực tiếp coi. Mà xe này thật sự ra bây giờ có khách đặt hết rồi anh em ha. Chứ những cái dòng xe mà đắt tiền mà xịn sò vậy thì số lượng nó có hạn. Và khách hàng cũng đặt hết rồi. Xe về là coi như là khách lấy thôi. À, cái lọc gió đã không anh em? Nói vui thôi chứ cái lọc gió này bự bằng cái đùi mình luôn á. À, anh em, lọc gió bự bằng cái đùi mình luôn á. Lọc gió gọi là lọc gió độ. Những dạng như Super Heavy Reader luôn rồi. Không còn Heavy Reader nữa. Hả? À. Chống đổ ngang luôn chứ không phải là chống đổ khung. Chính xác. Nói chung là một chiếc xe. Quá ok. Ok, cảm ơn em đã kiên nhẫn theo dõi cái review vừa rồi nha. Thì chiếc xe này hiện giờ thì chuẩn bị được đưa đi đăng kiểm, cho nên là sẽ không có ở đây lâu để cho mình có thể nói nhiều hơn, để nói sâu hơn. Đó, thì qua cái video này thì anh em có thấy rằng đây là một chiếc xe siêu khủng. Chiến thần, chiến mã thật sự của Harley Davidson, họ năm nay họ ra một cái xe mà quá là đỉnh đi anh em ha. Đó. Thì chiếc xe này á, hiện giờ chỉ thật sự ra chưa có lăn bánh ở trên đường luôn anh em. À, mình nghĩ là chắc ít nhất cũng phải là tháng 7 mới có xe đầu tiên tại Việt Nam lăn bánh. Đó, ok anh em ha. Rồi, có gì anh em muốn tìm hiểu thêm thì ở trên web site của công ty. Đó, nó cũng có chi tiết về mã lực, thông số kỹ thuật, anh em tìm hiểu thêm. Ok, cảm ơn em đã theo dõi video ha. Nếu anh em thích video này cho thêm một like, một subscribe, để lại comment và chia sẻ video này nha. Cảm ơn em, hẹn gặp anh em những video lần sau.